Thứ hai, tôi xin giới thiệu cho quý vị một cái mô hình nuôi rắn khác, đó là nuôi rắn trong hộc của Mekong Farm tại khu dân cư Metro. À, quý vị xem ở đây là tôi thiết kế cái hộc với những cái tôn xi măng, thì quý vị có thể mua tôn xi măng này, quý vị về cưa cắt nó ra để cho cái nhiều kích cỡ của mình. Đây là cách nuôi riêng của tôi. Chuồng tôi thiết kế như sau. Mỗi chuồng tôi thiết kế là hai hộc, hộc trên và hộc dưới. Để hộc trên và hộc dưới thì chỉ có một cánh cửa thôi, để cho quý vị có thể là dễ dễ quan sát, dễ bắt. Và bề ngang của nó thì khoảng 40 phân. Bề ngang 40 phân, bề cao của nó thì khoảng 30 phân. Bề cao khoảng 30 phân. Bên trong thì quý vị nên cho nó một cái lớp đất dày khoảng độ 2 phân rưỡi đến 3 phân. Ở trên thì nếu mà quý vị kỹ thì làm thêm một cái lớp lưới để cho nó có thể bò lên trên, nó thích nghỉ ngơi ở trên hoặc là nằm ở dưới. Nếu mà rắn nó nằm ở dưới thì quý vị có thể là bắt nó dễ hơn.